Ê, tôi mời nhà. Đấy, nó phải đầy đặn như thế này chứ. Nhờ. Tay nâng chén rượu ngang mày. Mời mình. Uống thêm nhá. Uống thêm. Ngon. Đấy. Các cụ thường nói là ở hiền gặp lành. Tôi ngẫm lại rằng tôi cũng chưa làm điều ác với ai bao giờ. Cho nên sau khi bà cả nhà tôi mất đi, có mình về đây, nhà cửa sạch sẽ hơn, con cái ngoan ngoãn hơn, cơm dẻo, canh ngọt hơn. Tôi cảm ơn mình. Tôi cũng không biết lấy gì để đền ơn cho mình. Có gì đâu mà. Mà không phải là làm một điều may đâu. Mà người ta có bảo phúc bất trùng lai. Nhưng cái phúc của nhà mình nó đến rồi mình ạ. Vẫn đến rồi. Bác cả nhà mình bây giờ được cất nhắc lên làm chi huyện. Thế là chống cái chân xã trưởng. Lần này tôi lên thăm bác. Để nhắc rằng mình với bác ấy cũng còn có họ với nhau chứ. Thì cái chân xã trưởng ấy, ngoài tay tôi ra còn ai vào đây nữa. Thế là mình nhá, mình là không phải bà Lý nữa đâu. Chỉ nay mai thôi mình sẽ là bà xã. Nhá. Đi lại nó phải ra dáng bà xã. À, ở chợ huyện, nhiều thứ đẹp và lạ lắm. Mình có thích cái gì không? Để tôi mua. Tôi chả thích gì cả. Tôi chỉ mong mình mau đi rồi mau về nhà với tôi thôi. Thôi, để tôi tùy chọn nhá. Tôi nghĩ thế này. Bà Lý thì trải đầu bằng lược sừng. Nhưng bà xã thì phải trải bằng lược ngà. Lược ngà mới đúng. Tôi sẽ mua cho mình một cái lược ngà. Và tôi biết có một hàng ở trung tâm. Nó có lụa hàng châu mình ạ. Bà xã phải lụa hàng châu. Tôi sẽ chọn cho mình mỗi tấm một màu. Nhá, có bao nhiêu màu tôi lấy hết. Rồi xuống con thơm mà may. Nhá. Mình nói như thế nào thì em nghe thế ạ. Dạ, con mời thầy, con mời dì ăn cơm ạ. Ôi trời ơi, Mít ơi, Mít thương quá, ngoan quá. Nào, đi xem nào. Lần sau nhá, là phải gọi dì để dì bưng cho con nhá, nhớ chưa? Dạ. Ôi trời ơi, thằng bé này giỏi quá. Thơm à, thơm thế, để xem nào. Gạo tám đầu mùa, treo đầu chùa cũng chín. Nhưng ai khéo tiêm nước và giữ lửa mà cơm ngon vậy? Dạ con ạ. Cô Mít à, vâng. Giỏi quá. Bát canh cũng vậy, rau đay mủng tơi nấu với cua mà không hề có nhớt, nước trong vắt. Gạch ra gạch, nước ra nước, ai nấu canh mà ngon vậy? Dạ con ạ. À con à. Quả cà để rất lâu không hề thâm. Chua và giòn, miệng nhai tai nghe, ai muối cà mà ngon vậy? Dạ em mua chợ ạ. Thôi hai dì con ở nhà ăn cơm đi. Tôi để bụng để mời bác cả ra quán cao lâu. Chứ ai mình lên lại bảo em ăn cơm ở nhà rồi, ngượng chết đi được, đúng không? À, thế Mít muốn mua gì trên chợ huyện để thầy mua cho? Dạ, con muốn mua cái con tò hè ạ. Thầy mua thêm cho con lợn đất nữa. Vâng ạ. Mít có con gà mà thổi nó gáy te 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 te. Thôi, tôi đi sẽ về sớm. Ở nhà dạy bảo con giúp tôi nhá. Dạ, vâng. Ở nhà ngoan nghe lời dì con nhá. Vâng. Cái nhà cứ yên tâm ạ. Đi sớm rồi về với em. Rồi. Đi đi đi. Này. Sao dì lại đánh con à? Dì hỏi mày, nồi cơm này ai nấu? Dạ con à. Con à, con à. Nồi cơm này ai nấu? Dạ, dì ạ. Bát canh này ai nấu? Dạ, con ạ. Con à, con à. Nhắc lại, bát canh này ai nấu? Dì ạ. Nhớ nha. Vâng. Ta nói cho mày biết nhá. Từ nay giờ đi, khi mà thầy hỏi câu gì, mày phải nói tất cả là của gì, gì nấu, gì làm. Tất tật tật là gì ạ, à, nhớ chưa? Dạ vâng ạ. Thuộc hai cái từ gì ạ, à, nhớ chưa? Vâng ạ.
đi ra ngoài cầm rổ hái rau, nhanh lên. Bao giờ tôi gọi mới được vào nhà, nhớ chưa? Vâng ạ. Còn mày mà đói ấy, lát đợi thầy mày về cho ăn, nhớ chưa? Vâng ạ. Đi đi. Có mỗi hai câu không thuộc. Các cụ nói cấm có sai, mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời dì ghẻ lại thương con chồng, đằng nào cũng mang tiếng rồi, cứ tẩn cho nó thật lực. Đi vào cho nhanh nhanh. Lão còi đi rồi. Tranh thủ tranh thủ. Mình ơi, Nhàn ơi, con trai ơi, tôi về đây rồi, công thành danh toại rồi. Tại sao lại ngủ vào giờ này? Hả? Ủa cái gì thế này? Hả? Bình rượu quý của tôi, để hôm tới bác cả xuống. Tôi đã hứa là có bình rượu quý mang ra tiếp khách. Mình ơi, con ơi, ra hết cả đây thế nào? Đây, đây, đây mình ơi. Đây, đây, ra đây, ra đây. Ôi, mình về rồi đây à. Thằng Mỹ đâu? Ra. Ra đây. Ừ. Trẻ danh ở nhà nghịch thế này hả? Ai làm cái bình rượu quý của thầy vỡ thế này? Dạ, gì ạ? Hả? Úi trời, chết rồi. Chết rồi, con nghe cổ. Vừa nãy ngồi uống rượu bác cả, tôi đã hứa là tặng bác cả. Bác cả khoái con này lắm. Tại sao vỡ thế này? Ai làm? Dạ, gì ạ? Hả? Nhà cửa tan hoang thế này, ai làm? Dạ, gì ạ? Thế gì đây? Thì cái quần của đàn ông này, tại sao lại ở đây? Cái này cũng của dì à? Dạ không ạ. Hả? Cái này không phải của dì, cái này của bạn dì ạ. À, con mụ này. Thế là bấy lâu nay tôi nuôi ong tay áo nuôi cáo trong nhà hả? Hả? Cút! Cái thầy được, ngoan. Chưa? Mát rồi. Lạnh chưa? Lạnh rồi. Lạnh rồi này, lạnh rồi này. Thế chào ông à? À, ông bảo mày ra đây mày ngồi mày trông người ta câu cá trộm. Ê vậy mày ra đây mình ngủ đấy à? Mày là còn mát quá phải không? Hả? À. Con có ngủ đâu. Con đang ngồi đây để con ủ mưu. À. Để cắt kiếm tiền đây chứ. À thế à, tốt rồi. Thế ủ mưu kiếm được bao tiền đây? Dạ chưa đồng nào ạ. Tại sao mày bảo mày ủ mưu kiếm tiền? Thì có ma khát nào đến đây đâu. Ủa con cũng ạ à ông ấy. Bể nhá, người ta khô lắm. Người ta ra sông ra ao ngoài kia kìa, không mất tiền đâu. Mà điên nào mà ra đi mà mất tiền nhà ông. Thế mới gọi là ông giỏi. Ông đi trước mọi người, hiểu chưa? Bây giờ cái ao cá này thì cuối năm mới thu hoạch được. Thế ông không tranh thủ cho người ta câu để lấy tiền thì ông lấy cái gì đổ ở mùa mày, ông nuôi mày à? À, nói rồi còn cãi. Thôi bây giờ thế này, thế mày có biết thằng Bõ không? Trời ơi, cái thằng đấy ai mà chẳng biết. Ừ, bây giờ thế này nhá, mày cầm một trinh mày đến nhà thằng Mõ, ông giao nhiệm vụ cho mày, nhờ cái thằng Mõ ấy, nhớ là phải đi giao ngày 4 lần, sáng, trưa, chiều, tối, hiểu chưa? Dạ vâng. Đi. Dạ vâng. Đi đâu? Bây giờ mày đi sang nhà Mõ à? Dạ vâng.
Thế mày bảo nó là cái thông tin nó như thế nào mà mày đã đi? Thì ông bảo là sáng trưa chiều tối con gì? Thì sáng trưa tối nói cái gì? Không biết. Ôi trời ơi, thế thì chưa biết mà đã trực đi rồi. Cái đầu mày khôn hơn chứ. À, chứ cứ giỏi cãi đấy. Tiền còn chưa cầm đấy. Cầm tiền này. Dạ vâng. Dòng tai mà nghe. Chiêng làng chiêng trạ, thượng hạ Tây Đông, hồ nhà phu ông rất là nhiều cá, câu lâu giảm giá, hiểu chưa? Một hào một canh, hai hào ba canh, ba hào sáu canh, nếu không được cá ông sẽ trả gà, nhớ chưa? Dạ vâng ạ. Đi luôn. Dạ vâng, có cháu không? Ừ. Là cái gì đây? Ông dặn con xong chưa? Ồ. Xong rồi thì ông mới bảo mày đi chứ. Thế bây giờ con dặn ông nhá. Ông ngồi đây, ông đóng giả làm con. Ừ. Ông mà không đóng giả nhá, bọn nó mà đi qua, bọn nó câu trộm đấy. Ừ. Thả vắng mà con là bọn nó câu trộm luôn. Ừ. Ông nhớ ngồi đây nhá. À. Con đi đây. À. Bây giờ mày làm thay ông đấy hả? Ông đóng mày thì mày bây giờ mày đóng ông đi gì? Mày được cái bố láo đấy. Này, yeah. Chồng tôi bảo ra đây lấy gà. Có câu được con cá ở đâu? Lấy đi. Về nhá. À, mai câu tiếp nhá. Ờ. À. À, này. Quay lại. Cái gì đấy? Đi đâu? Thế vác cái cần này không đi câu đi chơi à? Tiền. À, cái gì đấy? Một hào một canh, hai hào ba canh, ba hào sáu canh. Được. Hai hào làm luôn ba canh đi. Được. Nhưng mà này, có đúng là nếu mà không câu được cá là được trả bằng gà không? Tất nhiên rồi. Này. Hả? Tôi bằng này tuổi, trẻ con nhà ông ấy à? Ôi rồi. Thế nhỉ? Ủa. Giời ơi. Ủa ơi. Ông đã nói mày rồi mà mày ra đây mày vẫn ngủ mày ủ mưu thế đấy hả? À? Không phải đâu ông. Này này á, con ngủ có tiền đấy. Đây này, nhiều chưa? Đấy. Tốt. Thế này trả mấy mà là giàu đấy. Mà ông dặn này nhá. Mày vẫn bảo cái thằng mõ tiếp tục đi giao cho ông nhá. Nhớ là câu không được cá sẽ có gà, hiểu chưa? Vâng. Ông ơi. Hả? Cho con rồi. Ừ. Nhớ ông nhầm thì năm trước ông thu hoạch hết cá rồi. Ừ. Ông có thả cá tiếp đâu, đúng không? Ừ. Thì bây giờ có cá đâu mà câu. Đúng. Ao này làm gì có cá. Nhưng ông có cả một trang trại gà đang bị ế. Câu không được cá, ông có gà, hiểu không? Mục đích của ông là bán gà. Dạ. À. Ông đúng là thông minh hơn con rồi đấy. Cái gì đây. Mày mà để ông không thông minh hơn thì có nói chuyện cái gì. Tiếp tục ngồi đây bán gà. Để ông về ông lấy hàng nhé. Cầm đấy. Vâng. Chào ông nhé. À. Ông mới ngân đấy tuổi, thông minh như mình. Anh ơi. Anh ơi. Ê, xỉu đến rồi à? Uống đây. Thế bao giờ bạn anh mới đến? Hay là anh định ngủ luôn ở đây đấy hả? Vẫn chưa đến à? Cái câu đấy đáng ra em phải hỏi anh mới đúng chứ. Đây là lần thứ 10 em hỏi anh, bao giờ bạn anh đến? Thôi được rồi, bạn anh nó đã hẹn thì nó sẽ đến. Bây giờ em cứ xuống chuẩn bị cho anh đi, nhá. Dưa chua, cà chua, hành, thì là, tỏi, giấm, ớt. Tí nữa nó mang cà đến om dưa, thế thôi. Rồi. Đây rồi, ôi trời, từ em ơi. Rất xin lỗi ông về cái sự chậm trễ của tôi. À, em anh bảo này, cái con gà này nhá. Bây giờ em mang xuống, em vặt lông, rồi đánh tiết canh, rồi... À, nhầm. À,
tiết thì em mang đi luộc đấy, rồi giã với muối để tí anh làm chấm đấy. Còn hai cái đùi thì cái đùi thứ nhất là em tần đi, em tần thuốc bắc với là ngải cứu cho anh. Cái đùi còn lại thì em hấp cách thủy đấy. Cái phần còn lại thì là như là cổ cánh rồi phao câu rồi diều rất thì là em cho vào để nấu cháo. Cái phần còn lại con gà thì em chia đôi ra, một nửa là em xé phay, một nửa thì là em rang với muối, rang khế cũng được đấy. Còn lòng mề thì tôi tự làm với miến đấy, nhanh gọn thế thôi, đơn giản. Này em ơi, hai cái chân thì em chiên mắm cho anh nhé. Rồi, xuống. Vâng. Rất xin lỗi ông bạn hàng. Này, tôi đến hơi chậm. Tôi nói thật với ông nhé, tôi chờ ông đến giờ này ấy, cũng chỉ là vì tình bạn chúng ta gắn bó bao lâu nay nhá. Thôi bây giờ tôi đi về. Thôi kìa, khổ quá, để tự ái rồi ngồi xuống tôi bảo. Tôi đến muộn là có lý do. Lý do gì? Thì đấy, chỉ vì là cố gắng là muốn câu con cá chép để mời ông cái bữa om dưa. Thế cá đâu không thấy mà thế mang gà thế nào? Thì từ từ để tôi kể. Cái lão Phú ông ấy, lão mới mở một cái hồ câu. Đấy, lão bảo là cái gì nhỉ? Một hào thì hai canh, hai hào thì ba canh, mà ba hào thì được sáu canh. Mà cái điều hay ấy, là nếu mà không câu được cá thì lão ấy trả bằng gà. Đấy, thế là tôi mạnh dạn, tôi bỏ một hào, tôi chơi luôn hai canh, tôi ngồi tôi câu cá. Nhưng mà không hiểu sao, bình thường là tôi sát cá lắm, thôi hôm nay mà giật không được con nào. Hay nhỉ? Không câu được cá thì lại có gà mang về. Đúng rồi. Thế không ngờ lão Phú ông này khôn như thế. Mà bên cạnh lão còn rất nhiều thằng ngu. Làm sao mà ăn được tiền của tôi? Không được cá thì tôi phải mang gà về chứ lại. Đấy, con gà vừa rồi đấy. Tôi hỏi ông ấy. Ông có tiếng là thông minh. Tất nhiên. Tôi hỏi ông là một hào thì hai canh. Hai hào thì mấy canh? Được câu ba canh. Gà bán ở chợ bao tiền con? Hai xu là cùng. Này, tôi nói luôn nhé. Cái ao nhà lão Phú ông ấy, năm trước lão thuê tôi tát cạn bắt sạch cá rồi, mà năm nay thì chưa thả một con nào cả. Thì lấy đâu ra cá mà câu? Thì không sao cả, không có cá thì đã có gà. Thì đương nhiên ông khôn thế mang gà về luộc là đúng rồi. Nhá. Ôi nhưng mà một con gà có hai xu. Mà cá thì một hào. Ôi trời chết. Tức là cái lão Phú ông lão lừa tôi à? Tôi đã bảo mà, tại sao mà thời gian gần đây lão giàu nhanh như vậy? Lão rất khôn, rất thông minh, và bên cạnh lão có rất nhiều thằng ngu. Thôi được rồi, uống đi nào. Tôi là tôi phải tìm cách chơi lại cái lão Phú ông này. Chứ không thể để mất tiền ngu như thế được. Này, uống đi, rồi kích thích cái sự thông minh nó lên. Sao không? Được. Thế là tôi đi đây. Đồ nhắm của hai anh đến rồi đây. Rồi, cảm ơn em. Cảm ơn em. Này, trong mặt em vừa quen vừa lạ. Nhìn quen lắm, mình như là chưa gặp bao giờ đúng không? Em mới tới đây làm thôi. Gà của anh xong chưa? Xong rồi đấy, để em cho người mang lên luôn nhá. Lên mâm luôn, lên mâm rồi, luôn. Rồi, đợi tí. Xin ông. Này, thế là anh em mình cứ kế hoạch như thế mà triển khai. Ngủ. Đi đâu đấy? Cầm cần như thế này thì đích thị là đi câu rồi. Tiền đâu? Tiền đấy. Này, hôm nay nhá, câu hẳn 6 canh luôn, trả 3 hào nhá. Được chưa? Được rồi. Xong phẳng chưa? Rồi. Nhưng mà này, nhớ nhá, nếu thằng này mà không câu được cá nhá, là phải trả 3 con gà đấy. Này, nhà này không có gì ngoài gà cả. Được. Đi câu nhá. Đi câu đi.
Thằng này, tao ngồi câu 6 canh này rồi, không được con cá nào cả. Mày trả cá tao đi. Con trả là không được con nào. Đây, mày không tin, mày lục đi, mày lục đi. Này, để mày cá. Biết rồi. Đâu gà đâu, phòi gà ra đây. Ông ơi. Ông ơi. Ông cái gì? Làm sao, có chuyện gì? Gà đâu hả ông? Gà làm gì? Trả cho khách này. Khách này gì? Vâng. Thằng này cần gà gì? À. Tiền đâu? Tiền đưa đây rồi. Ông ơi, 6 cành đi. 6 cành à? Vâng. Cần gà, có gà. Gà đây. Đây. Ôi giời ơi. Mày xỏ xiên tao, mày chơi tao phải không? Sao mày lại ngồi đấy? Sao mày bảo là mày câu cá, còn tao đi bắt gà. Hóa ra mày vào mày báo với phú ông. Không, tao có báo gì đâu, đây là, tao không biết gì nhá. Tao biết con gì. Này. Ok, thằng kia. Tao không mang gà về à? Ê, phú ông ơi. Con gà này bây giờ thế nào hả thầy? Cái gì? Nhận ra ai chửa? Ôi trời ơi, chết rồi. Có gan ăn trộm thì phải có gan ngồi trong bu. Biết không hả? Đúng là đồ ngu. Phú ông ơi. Bây giờ thế này nhá. Con gà nhỏ này mày mang về nhà mổ, rồi để cả nhà ăn thịt. Còn cái con gà to này mang đi quan để qua Tết. Mưa gió thế này mà cứ loay hoay loay hoay. Giặt quần áo cho ông chưa? Ôi giời, con cứ tưởng việc gì. Quần áo á, đấy là việc hàng ngày của con làm rồi không ạ? Mà ông ơi, con nói thật nhá, ông ăn bẩn lắm. Cái gì? À, ý là con nói quần áo của ông ấy khiếp, mỗi một lần giặt quần áo cho ông á là con cứ giã hết cả cánh tay ra ấy. Mà ông ạ, cái nước đầu tiên con giặt á, nó cứ đen kíp đi, như là nước rãnh ấy ông ạ. Này, mày ngậm ngay cái mồm mày lại nhé. Đây là chẳng qua là ông tiết kiệm nước, hai đứa là ông giữ sức khỏe cho mày ấy. Ngày nào mày cũng giặt thế có ốm xác mà ra hả? Ăn mới chả nói. Bây giờ định đi đâu? À, con đi rửa bát không ạ? Cái gì? Ông đã ăn đâu mà rửa bát? Chả là lúc trưa nay ấy, ông ăn sạch quá, bát đũa cứ sáng bóng lên. Con lại tưởng là ông rửa rồi. Thế nên bây giờ con đi rửa lại đi ông ạ. Này, lại bắt đầu có cái kiểu ăn nói xỏ nói xiên đấy. Vớ vả vớ vẩn. Đi rửa bát đi. Dạ vâng ạ. Đứng lại. Dạ. Mà lại ông bảo. Thế cái gì đằng sau? Con có cầm cái gì đâu ạ? Đưa tay ra. Đưa tay ra đằng trước. Cái gì đây? Đồ thừa. Đồ thừa mà mang đi đâu? Dạ, con mang cho anh Tuất ạ. Cái gì? Ông ơi. Đưa đây. Ông ơi, tội nghiệp anh Tuất lắm. Anh ấy làm cả ngày, anh ấy không có gì ăn, anh ấy đói. Con mang cho anh ấy một tí thôi, ông cho con mang nhá. Giàu lòng thương người nhé. Này cơm ông này, ơi. Này Tuất này. Ông ơi. Mày ngu nó vừa vừa thế nhá. Bao nhiêu người mà mày không thương, đi thương cái thằng Tuất. Ông nói luôn nhá, cái con chó này nhà ông nhà mà nó biết nói tiếng người ấy, nó còn khôn hơn cái thằng Tuất ấy. Nhá. Cái gì? Đi rửa bát đấy. Dạ vâng ạ. Chán ơi, có vét được cái gì không? Không. Hả? Chẳng biết được gì cả. Sen có phần cho Tuất một ít đồ ăn thừa. Nhưng mà ông phát hiện ra, ông mời Bạch Công Tử ăn rồi. Mời Bạch Công Tử ăn à? Mà này, ông còn bảo nhá, nếu như mà Bạch Công Tử mà biết nói á, là ông không thuê Tuất đâu. Cái gì? Ông bảo là nếu như Bạch Công Tử biết nói, ông không thuê Tuất.
Được. Để xem ông thuê ai. Con mời ông xơi cơm. Có xin phép không? Được. Dạ. Thiếu. Thiếu cái gì ạ? Thịt. À. Này, ông nói cho mày nghe nhá. Lúc thái thịt ông đếm rõ ràng là 13 miếng nhá. Bây giờ còn có 11. Giời, ông quên à? Ông không nhớ cái lúc mà con đang kho thịt ấy, ông chả bốc 2 miếng, một miếng á ông đút vào mồm ông, một miếng á ông chả đút cho Bạch công tử đấy còn gì. Ông quên à? Ừ nhỉ. Thế mà ông không nhớ ra. Thôi nhá. Thôi. Được cái giỏi cãi. Ông ơi, ông ơi, ông ơi, ông ơi, gấp lắm rồi ông ơi. Ông ơi, con xin bẩm ông một chuyện như thế này ông ạ. Này. Dạ. Lúc ông đang ăn cơm nhá. Dạ. Mày không được phép bẩm báo vào cái giờ này nhá. Dạ nhưng... Tại sao mày không chờ ông ăn uống cho nó ngon nhìn, miệng xong rồi mày hẵng bẩm báo. Dạ thưa ông, nhưng chuyện này hệ trọng lắm ạ. Chuyện này nó liên quan đến Bạch công tử nhà mình ông ạ. Nếu như mà con không bẩm với ông mà cơ hội nó tuột mất thì Bạch công tử vẫn chỉ là Bạch công tử thưa ông ạ. Thế nó không phải là Bạch công tử thì nó là cái gì? Dạ thưa ông, nếu như mà nó có duyên ý, thì nó sẽ thành Nhân công tử ạ. Nhân công tử? Thế là thế nào? Mà nó ông chả hiểu gì cả. Dạ thưa ông, con nghe người ta ở làng trên xóm dưới, người ta đồn rằng ở trên thôn thượng ông ạ, mới đón được một cao nhân, râu tóc bạc phơ, râu dài thế này này. Mà ông ta tu luyện ở trên đỉnh núi Tây Quân Lĩnh. Ông ta suốt mấy trăm năm, ông ta chỉ ăn cái sâm gọi là sâm Ngọc Đinh. Cho nên là ông ta thần thông biến hóa, quảng đại vô cùng ông ạ. Mà đặc biệt nhá, là ông ta hiểu được tiếng một thú vật. Mà ông ta dạy được thú vật nói tiếng người ông ạ. Chính vì thế con nghe tin này con phải về bẩm báo với ông ngay. Nếu như ông cho Bạch công tử nhà mình đi gặp cao nhân, biết đâu Bạch công tử nhà mình lại biết nói tiếng người. Dạy được Bạch công tử nói tiếng người. Dạ vâng ạ. Này, tốt quá. Này con, dạ. con nhanh chóng con đưa Bạch công tử đi luôn đi. Dạ vâng vâng. Ông ơi, chứ con bế Bạch công tử đi luôn ông nhá. Ừ. Nhưng mà ông ơi, thế con tiền có tốn kém lắm không? Ừ, ông ơi, chắc chắn là tốn kém chứ. Ông thử nghĩ mà xem, Bạch công tử đang là một con chó mà lại trở thành một người bạn, mà lại một người bạn của ông, biết nói tiếng người, biết tâm sự chia sẻ. Ông ơi, chắc chắn như là phải vài lạng bạc đây. Chó mà thế nào mà dạy thành người được thì, vâng. Thì đúng là cao nhân ấy giỏi thật. Vâng. Nói tóm lại là tốn kém là với ông là không phải nghĩ. Dạ. Biết làm sao Bạch công tử nói được tiếng người để mà chăm sóc ông kiểu. Dạ vâng ạ. Đây này. Ông cứ đưa cho mày tất cả nhá. Dạ. Mày cầm đi, hết bao nhiêu thì trong đó thì mày mang về cho ông. Dạ vâng. Đưa ngay đi, không nhớ được cao nhân để lên núi con thì mất cơ hội đấy. Dạ vâng vâng, thì con đi luôn ông nhá. Ừ. Vâng vâng, con đi luôn đi. Ôi trời ơi, thế nào mà lại có một cao nhân đi giỏi đến như thế nhỉ? Từ con chó lại biến thành con người được. À đúng rồi, nếu vậy thì chắc chắn cao nhân này có thể từ con người biến được thành con chó. Được không? Có thằng chết với ông. Bạch công tử. Bạch công tử ơi. Không biết giờ này Bạch công tử đã thành người chưa? Mà sao mấy hôm nay không thấy Bạch công tử về? Tôi nhớ Bạch công tử quá. Ông ơi, ông ơi. Bạch công tử đâu? Ông ơi, ông đừng bạch như thế. Có việc này con phải báo với ông ngay ông ạ. Việc gì? Nó liên quan đến Bạch công tử. Tôi chết. Bạch công tử có làm sao không? Ông ơi, hiện tại thì Bạch công tử vẫn khỏe. À. Và tin nữa là Bạch công tử đã nói được tiếng người ông ạ. Ôi thế à? Dạ vâng. Thế mau đưa Bạch công tử về đi, ông nhớ Bạch công tử. Ông ơi, ông từ khi Bạch công tử nói được tiếng người thì cao nhân lại đặt cho Bạch công tử cái tên mới
là cẩu công tử. Ồ thế lúc đó là chó thì là, nó là bạch. Vâng. Mà lúc đó là người thì nó lại là cẩu. Dạ vâng, bởi vì cao nhân bảo là khi là bạch công tử thì bạch công tử lại rất có tính người. Thế nhưng khi mà nói được tiếng người thì cái tính người nó mất đi, nó lại trở về tính chó, nên gọi là cẩu công tử ạ. Thế là thế nào? Ông ơi, cái đấy không đáng lo. Cái đáng lo hơn ấy là khi cẩu công tử nói được tiếng người rồi thì cẩu công tử lại kể hết chuyện của ông cho cao nhân nghe. Nó kể thế nào? Cẩu công tử kể với cả cao nhân là ông ăn cắp của dân như thế nào, ông ăn cướp của dân như thế nào, ông áp bức của dân như thế nào, ông giấu tiền của dân ở chỗ nào. Ôi dồi ôi, ông ơi, cẩu công tử kể nhiều tội của ông lắm. Chết rồi, nhưng mà bạch công tử vốn dĩ từ trước đến nay rất quý ông mà. Thế nhưng mà từ khi nói được tiếng người thì cái tính chó nó lại trỗi dậy ạ. Thôi chết rồi, thế bây giờ theo con thì phải làm thế nào? Ông ơi, con trộm nghĩ thế này, hay là con đưa ông đến gặp cao nhân, cao nhân sẽ biến ông thành chó. Cái gì? Ông lại phạt cho mày một cái bây giờ. Ông đường đường chính chính như thế này mà mày bảo ông thành chó thì còn nói chuyện cái gì? Nhưng mà ông biến thành chó thì mới thoát được tội. Cần gì mà ông phải thành chó mới thoát tội? Ông ơi, hay là con có ý này. Nếu như cái đấy không được thì bây giờ chỉ có cách là cầu công tử. Con nói có lý. Có lý ạ. Thế này thì bắt buộc ông đành phải cho bạch công tử, bây giờ gọi là cẩu công tử. Vâng. Cắn củ diềm. Ý của ông là cho cẩu công tử cắn củ diềm. Đúng. Cười cái gì? Đi đi. Dạ vâng, con đi, con đi. Sen ơi, Sen ăn đi. Tất ăn đi. Sen ăn trước đi. Tất ăn trước đi. Để Tuất gắp cho Sen nhé. Sao? Phải nói là Tuất ướp giềng thơm thế. Sen ơi, phải công nhận rằng bì của cẩu công tử giòn thật. Minh ơi! Ơi! Minh ơi, tôi đây, tôi đây. Trời đất ơi! Nghe ơi, mang bát cơm lên cho U nha. Trời ơi, ngõ này, ngõ này, ngõ này. Nghe ơi, đâu rồi con ơi? Đây à, đây à. Đi vào đây này. Mình thấy không, hôm nay nhà em chuẩn bị nè, không những có rau, có cà, mà lại còn có cả thịt nữa đấy. Ngon, ngon, ngon. Hôm nay mình phải ăn nhiều vào nhớ, để còn có sức mà cày. Hả? Cày cái chi nữa? Cả ngày hôm nay nhá, là tối cày mấy sao rồi. Bây giờ nhá, là mình chỉ việc là cày mà này thôi, là có lúa ăn. Không, cày cái khác cơ. Cái lúc mà trăng lên ý thì mình cày. Hiểu cái chi mà hiểu hả? Để bu gấp thầy xin ông cái thằng đi. Dạ. Ăn mời thầy bu à hả? À, con mời thầy, con mời U ăn à. Ăn đi. Này, ăn xong là nhớ là đi ngủ luôn nhá. Dạ vâng ạ. Nhớ chưa? Vâng. Khoan nhanh lên con. Mình ăn đi. Không khí thật là trong lành, con người thật là thoải mái, cuộc sống thật là sảng khoái. Minh ơi, Minh ơi, Minh à. Ôi, Minh ơi. Ôi,
tôi đây chi mà gọi loạn nữa rồi. Ôi trời trời, mình bị làm sao thế hả? Còn hỏi làm sao làm răng này, nghi tối qua quên nhanh rồi. Nỡ mà. À mình ơi, răng. Em chuẩn bị hết lò cơm canh rồi đấy, mình vào ăn đi, xong lát nữa mình ra đồng nhá. Ra đồng bằng chi? Thì mình đi cày ruộng hả? Ôi trời đất ơi, cày cả đêm bữa quá rồi, đi bắt 10 ngày lại cày nữa. Tôi bên đi là xin phép là cho Châu nghỉ một bữa đi nha. Thôi được rồi. Thế thì hôm nay Châu sẽ ở nhà nghỉ ngơi. Để em bảo Nghé dắt Châu ra đồng nhá. Hợp lý. Nghé ơi. Nghé ơi. Mang cái giả ra đây. Ôi. Sáng sớm giả. Ủ gọi còn dậy gì. Mày đi ra đây. Úi dồi. Kìa. Khiếp, mặt trời lên tới đỉnh đầu rồi. Mà con mày bảo là sáng sớm là như thế nào hả? Tôi chạy tôi trật ra con nói sáng sớm cái chứ nữa. Mà U bảo này. Dạ. Hôm nay ý, thầy mệt. Thầy sẽ ở nhà một hôm. Thế là con sẽ dắt Châu ra đồng nhá. Rõ chưa? Dạ vâng. Ui, sao con ngủ thêm một tí nữa? Hả? Con buồn ngủ lắm. Rồi. Thế tối quá mình cái chi mau ngủ, ngủ cả đêm nó chưa chán à? Rồi tối qua con nhắm mắt, con để đấy, con cũng ngủ đâu. Ôi trời, hỏng. Thế là con không nghe lời Bu à? Bu đã dặn bao nhiêu lần rồi, là phải đi ngủ sớm cơ mà. Không được, tối hôm nay nhá, từ giờ trở đi, ăn cơm xong là phải lên giường ngủ luôn, nhớ chưa? Úi trời, dạ vâng, con sẽ ngủ sớm. Nhưng với một điều kiện. Điều kiện gì? Điều kiện chi? Thầy với U ấy, tối đừng có làm ồn. Thì cháu con mới lo sữa được. Trời. Thầy để thầy cho cháu đi ăn cỏ luôn nha. Thôi đi ngủ. Đi ngủ xong. Đi. Răng rồi, hả? Ngủ rồi. Là rắn. Mình để em. Ê, mình để tôi nhá. Nó phải lo. Ơi, con ơi, con ngủ cho ngoan để bố mẹ làm việc. Con ơi, con ngủ cho ngoan để bố mẹ đi cày. Này, ngủ say lắm rồi. Say như chó con nó sữa luôn. Chó con nó sữa. Thế thì vợ chồng mình đi cày. Chiêm ơi, không hiểu mày là cái giống gì mà chả có cái quả nào. Chẳng lẽ tao lại cho mày cái chày bây giờ chứ.
Mày chắc là giống đực ấy nhỉ. Mà không phải. Năm ngoái chả có vài quả con gì nữa. Cũng không phải giống cái. Mày chắc là nửa đực nửa cái. Vợ ơi! Vợ! Cái gì đây? Dạ bảo đây! Tí nữa được không? Nhanh lên! Cái gì? Cái việc gì? Người ta đi tí cũng không yên nữa. Này, trèo lên cây. Bị dở à? Tự nhiên gần tối đến nơi rồi trèo lên cây làm cái gì? Trèo lên có việc. Khổ quá, nhưng cây làm gì có quả mà trèo. Trèo lên để vặt lá à? Chính vì không có quả thì mới phải trèo lên. Trèo lên để làm cái gì? Để tôi khảo nó xem bao giờ có quả. Thế thì ông lên mà khảo. Tôi con gái con đứa vay bướm như này thì... Cái cây này nó giống đực. Mà tôi là đực. Thì hai con đực thì hỏi gì nhau? Thế nhưng mà đang... Thế cô muốn ăn quả không? Quả? Thế thì trèo lên xem hỏi xem sang năm cho nó ra quả. Khổ thế nhỉ? Thế thì đỡ xem nào. Ôi dồi ôi. Đây. Ai ai ai, từ, tránh tránh cái mông ra đằng đâu. Ai à, đâu, ai à. Cẩn thận đấy, cẩn thận đấy. Ai à. Đàn ông con trai không trèo lên này cũng ai. Mất ba trèo thì hỏi nó mới được. Ôi dồi. Nào, thế này được chưa? Vẫn chưa? Khảo nhá. Khảo đi. Hồng Xiêm, Hồng Xiêm. Mày bị điếc à? Bảo mày đấy. Hả? Phải dạ. À thế à? Hồng Xiêm. Dạ. Bao giờ ra quả? Bao giờ ra thì ra. Hâm à? Phải bảo là sang năm có quả. À thế à? Ừ. Bao giờ ra quả? Sang năm có quả. Bao nhiêu quả? Một. Hâm à, một quả thì ai ăn ai đừng. Phải nói là ra nhiều quả. Nhiều hả? Ồ, thế nhiều. Ra bao nhiêu quả? Nhiều quả. Tốt rồi. Xuống đi. Xong rồi đấy. Đó. Thôi, tự xuống đi. Ở đây. Ôi, đợi tôi xuống với. Tự lên thì tự xuống. Không đỡ người ta xuống mà. Ôi ôi, tôi chỉ biết trèo lên chứ không biết xuống đâu. Ôi, của nó ở này nữa chứ tự nhiên bắt người ta trèo lên. Xiêm ơi, Xiêm ơi là Xiêm ơi. Này thì Xiêm này, này thì lá này, này không ra quả này. Bao giờ ấy rồi đánh mày thì đau đến thân tao. Mà không đánh thì làm thế nào hả Xiêm? Sao mày cứ điếc mãi như thế? Hả? Năm ngoái khảo mày, mày đã bảo là năm nay ra quả rồi. Thế mà sao mãi mày không ra quả? Chẳng nghe tao để chặt mày đi làm củi đốt. Hả? Tao chặt mày làm củi nhá. Mày điếc à? Sao tao gọi mày không trả lời? Hỏi mày không trả lời? Tao chặt mày làm củi nhá. Ừ. Mày là cây thì làm sao mà có thể nói được nhỉ? Mình ơi! Vợ ơi! Ôi dồi ôi! Ra đây bảo đấy. Khổ quá nhỉ. Có nhè người ta ra mà gọi lúc cấp bách thế. Sao bụng dạ thế nào mà suốt ngày đau đấy hả? Ai bảo sáng rủ người ta đi ăn cháo lòng cơ? Trèo lên cây. Lại trèo? Trèo làm cái gì nữa? Khảo. Lại khảo. Để cho nó ra quả. Ây à. Lên đi. Nhanh lên không để đi vụt cho bây giờ. Đó. Ui. Ui xa. Ây à. Ây à. Cái này không được. Chờ tôi tí. Ôi này. Cửa đấy. Ai à? Đi luôn. Ai à? Ôi trời ơi. Sao mà đau bụng thế? Ok, cháu lòng. Ôi là cháu lòng. Ôi trời ơi.
mây là chiêm mời. Này thì chiêm này, này thì điếc này, này không ra quả này, này mày có ra không? Bao giờ mà ra quả? Ôi giời ơi, ôi nhẹ hết cả bụng. Xong rồi, thế bây giờ trèo lên hả? Bà đi đâu đấy? Đi giải quyết lốt. Thế từ nãy đến giờ ai kêu ở trên cây? Bố mày đấy. Ôi giời ơi. Bố vợ à? Sao con đánh bố không kêu? Bố phải bảo chứ. Ôi giời, bố không dám kêu. Giờ chúng mày lại nghĩ này, năm nay tuổi đâu rồi còn sợ chó. Ôi giời, khốn khổ cái thân bố. Ôi giời, hôm nay thế nào ấy, hết chó đuổi lại con rể đánh. Đúng là hại não quá. Em khổ quá chị Hến ơi. Ôi Giao ơi, đúng là người ăn không hết, kẻ lần chẳng ra. Ngày xưa thì cứ kêu là sao mà yếu thế, bây giờ ngồi đây lại than sao khỏe thế. Rõ là lắm chuyện. Thế bây giờ chị ơi, em phải làm thế nào ạ? Còn làm thế nào nữa? Đi ra nhà ông Lăng Tèo ở cuối làng ấy. Vâng. Bảo ông ấy sắc cho 2 đợt thuốc, về uống xong một cái á, chảy nhũn ra như con chi chi à. Thật à chị? Ừ. Thế em đi nhá chị nhá. Thì đi đi. Em cảm ơn chị Hến. Ờ. Trả bù cho người khác. Hến ơi! Hến! Cụ Lý đấy à? Lâu quá chả thấy cụ ghé thăm. Em tưởng là cụ Thăng gì chứ. Hến nói thế nào? Thăng làm sao được? Trông cụ này khỏe như trâu húc mã. Thăng thế nào được? Hến! Hến ơi! Cơm này! Cụ là hôm nay này, cụ bày ra các loại trò mới trốn được ra khỏi nhà đó. Nếu mà em thấy độ này là mục ruỗng lắm rồi, cụ xem thế nào đi. Chứ không thôi thì chán lắm. Mục ruỗng là mục ruỗng thế nào? Trời, chỉ được cái nói mồm thôi. Hến ơi, gớm, cụ lừa mãi mới được. Con mẹ đĩ nó mới đồng ý cho cụ đi đấy. Cụ bảo hôm nay cụ lên huyện. Thế nó mới cho đi đấy. Cụ nhắc em mới nhớ đấy. Cụ hứa với em, cụ chả giữ lời cái gì cả. Thế khi nào thì cụ đưa em về? Không lẽ thì cứ để em ở đây bán nước cả đời à? Từ từ để cụ tính. Rồi đâu khắc vào đấy mà. Làm gì mà Hến sốt ruột thế. Này Hến ơi, hôm nay cụ đi được cả ngày này. Đến tầm mà khoảng 11, 12 giờ đêm cụ mới về. Đấy, cái lịch trình của cụ là như vậy đó. Cho nên Hến, này Hến người ta có hẹn rồi. Ôi, hẹn ai? Thằng nào? Thằng nào hẹn? Hẹn thằng nào? Làm gì có hẹn thằng nào? Người ta còn bận gạt. Thôi, gạt gì mà phao câu cứ chổng ngược lên rời thế. Thế cụ có thấy ai gạt mà phao câu không chổng ngược lên rời không? Hến ơi, tối nhá. Tối thì phải thế nào? Biết ngay. Đây. Một đồng nhé. Có một đồng thôi à? Ôi chị cứ cầm lấy đi, tối đưa tiếp. Cụ hứa đi nhá. Ê, cụ đã hứa là cụ làm, cụ không nói sai bao giờ đâu. Em xin. Ừ, này, tối nhá. Nhập nhoạng tối là thầy sang luôn nhá. Đây thì nhập nhoạng đi, gớm nữa. Ừ. Thế nước thừa của ai đây? Nước thừa nào? Nước của Hến đấy. Nước của Hến thì cũng uống luôn.
Ôi dồi, ai đây? Ôi ông xã à? Ông xã làm cái gì thế? Làm cái gì? Người ta định đến người ta yêu một tí thôi. Mông dạo này mẩy thế. Đấm à? Này, hả? Làm cái gì thì phải để ý chứ. Giữa đường giữa chợ, ai ta để ý à? Thì chết. Giữa đường giữa chợ thì sao? Ở cái xã này, ông là to nhất. Làm gì có ai mà dám ý kiến với ông? Ông xã chỉ được cái nói mồm thôi. Mà bảo bao nhiêu lần rồi, đừng có gọi ông xã. Nghe nó xa lạ lắm. Thế gọi thế nào? Gọi anh xã đi. Cho thơm miếng ạ. Úi giời ơi, người ta dỗi đi nhá. Cái lúc cần thì chả đến, lúc không cần thì tự dưng bất thành lình có mặt. Dạo này tưởng quên nhau rồi cơ mà. Quên làm sao được hến. Con mẹ đi ở nhà nó không cho đi đấy chứ. Đây, thế thì Nào, tôi không phải dỗi nữa. Đây ấy. Sao nặng nhẹ chưa? Thế thế này mà còn nhẹ à? Thôi được rồi, hến cứ cầm tạm đi. Rồi tối nay anh đưa thêm nhá. Tối nay người ta bận rồi. Cái gì? Bận với ai? Hến đi với thằng nào? Hả? Làm gì có ai? Người ta bận thế này này. Thế này này là thế nào? Là tối người ta còn bận đi đánh dậm. Thế hay là bây giờ luôn nhá. Đấy nhá, để cho mà biết. Đây chỉ có Thủy Chung son sắc với mình anh xã thôi đấy. Chả có ai đâu. Thôi được rồi, đi nhá. Đi húp hến nhá. Thì đi. Đi thôi. Ai đây? Hến ơi. Ôi giời. Cụ đây à? Cụ đây, nhanh lên. Sao cụ sang muộn thế? Mở cửa cho cụ. Để em có đóng cửa hả? Rời ạ. Cụ hẹn em thế nào mà bây giờ mới sang? Ôi giời ơi, cái giờ này mới là giờ hoàn đạo. Ui, này gớm. Cụ là cụ đợi hến, cụ nấp vào cái bụi ruối ở cuối làng ấy. Đợi đúng cái giờ này cụ mới vào cho đã an toàn. Gớm này, muỗi ở bên làng hến sao nó to thế, to như con ruồi ấy. Trời ơi, đợi sốt ruột á. Sốt ruột thì không thì chả biết. Nhưng mà nhớ đấy nhá. Lúc sáng là chỉ đưa có một xíu xíu thôi đấy. Tí nữa là phải bù cho người ta đấy. Cứ yên tâm đi. Tiền với cụ thiếu gì. Cụ chỉ sợ tình thôi. Nếu không được thì cụ chán thôi. Đúng mà. Thế vào được chưa? Đi vào đây. Úi giời ơi, toàn mùi hương nhài thôi. Vào thôi. Mời cụ vào thôi. Cụ. Này. Ở đâu ra thế? Sao xuất hiện cứ như ma chơi thế? Cụ ơi, đây là thằng em trai em. Nhưng mà nó hơi ngơ ngơ. Ngơ ngơ à? Ngơ ngơ. Úi dồi ôi, lành lặn. Con chả ăn thua gì. Ngơ ngơ thì có khi đang đi mây về gió. Nó cho hòn gạch vào thủ chết tươi. Hết. Dạ. Cầm cho cụ cái ba toán. Vâng. Đây. 1, 2. Cha tiên sư bố, nhà đứa nào lấy gà của nhà bà thì chúng mày lòi cái mặt ra đây để nghe bà mày chửi đây. Bà mà biết đứa nào lấy gà của nhà bà nhá thì bà ném chúng mày xuống ao cho gá nó rỉa, xong rồi bà lôi lên bờ cho chó nó ỉa vào mặt, nghe chưa? Hả, lúc mất dây. Mình ơi. Cái gì? Chúng mày ơi. Cái gì? Có chuyện gì mà mình vui thế? Vui cái gì mà vui, thích vui không mà vui. Tôi đang phải chửi vào mặt chúng nó nhá, để họ hàng hang hốc nhà nó, ông bà cố nội của chúng nó có nằm ở dưới mồ rồi còn phải đào mồ lên mà chết nhục luôn nhá. Điên quá không thể chịu được. Có chuyện gì mà tự dưng mình nó ra đây kêu la chu chéo ầm ĩ hết cả lên. Mất gà rồi.
Ba ngày hôm nay hôm nào cũng mất gà rồi. Tôi rình, hôm nay tôi cho con gà nó ăn. Tôi chỉ mới vào trong bếp, tôi bắc cái nồi cơm lên thôi mà quăng một cái chúng nó mất gà rồi. Điện thế cơ chứ lại, chửi từ nãy giờ không đứa nào thấy nhục mặt à? Hả? Mà nó chửi từ sáng đến giờ, thế có ai mang gà sang đây giả mình chưa? Chưa. Thế thì mợ nó chửi tiếp đi nhá. Được rồi, đã thế nhá. Ba mày chửi tiếp cho chúng mày nghe nhá. Chúng mày banh cái lỗ nhí, chúng mày banh cái lỗ tai. Này, nhà mình mất gà chứ không phải là có chuyện hỷ sự đâu mà thích cợt nhà mà thích vui đùa như thế nhá. Vấn đề không phải là cợt nhà. Thế là cái gì? Vấn đề nó là con gà mất thì nó cũng mất rồi. À. Bây giờ mình chửi người ta từ sáng đến giờ có ai mang gà trả cho mình đâu. Cũng có giải quyết được cái vấn đề gì đâu. Nói thì hay lắm. Tôi nói cho mình biết nhá. Ba ngày hôm nay nó bắt mất ba con gà mái nhà mình rồi. Còn duy nhất một con gà mái hôm nay nó cũng mang đi nốt nhá. Nhà chỉ còn toàn gà trống thôi nhá. Hôm nay mà không tìm được con gà mái đấy về thì từ ngày mai không có trứng mà ăn đâu. Tôi nói cho mình biết là như thế nhá. Này, ôi trời ơi, mất gà chứ có phải nhà có tang đâu mà khóc lóc thảm thiết như thế hả? Nhưng mà tôi thương. Thương cái gì? Tôi thương mấy chú gà trống. Ôi trời ơi, là trời ơi, mất gà mái mà lên thương gà trống là thế nào? Ôi trời ơi, sao trần đời tôi lấy được cái thằng chồng nó ngu thế, là ngu chứ lì. Mất gà mái thì chả thương gà trống à? Sao lại thương gà trống? Gà mái mất đi rồi, thì gà trống biết đạp ai. Bây giờ nhá, mình vào từng nhà, từng hang, từng hốc, từng ngõ, từng ngách nhà chúng nó xem con gà nhà mình đang ở nhà nào thì tôi sang tôi sới mà tổ nhà chúng nó lên. Được. Được chưa? Yên tâm. Tôi đi. Ui ôi. Mình cầm một tô cái cuốc. Tôi kể chuyện con gà cho. Bình tĩnh, không việc gì phải chu chéo lên cả. Để cho con trong nhà, cho con nó ngu. Ngu cái gì? Cho con ngu. Ngu cái gì? Ngu. Ngu cái gì mà ngu? Khổ quá, không phải là ngu mà là cho con ngu. Chứ nói tóm lại là gà đâu? Gà đây, để tôi kể chuyện về con gà. Ở gốc đa ngoài đầu làng nhà mình, con gái của lão còi ngồi nói chuyện với bọn trẻ con. Nó khỏe là nhà nó mấy hôm nay ngày nào cũng được ăn thịt gà. Ngày nào cũng ăn thịt gà. Ừ. Ngày nào cũng ăn thịt gà. Mà vừa sinh mấy ngày hôm nay nhà mình mất gà. Nhà nó thì nghèo rớt mùng tơi ra như thế. Lấy đâu ra tiền mà mua gà mấy ngày hôm nay. Đúng. Chỉ có thể là nhà lão Tèo. Để đấy. Tôi phải sang tôi đào cả mặt tổ cho nó lên. Có một chút đó. Mà nó bình tĩnh. Bình tĩnh đã. Đấy là thông tin mình mới nghe thôi. Chứ mình có biết là nhà lão còi ăn gà của ai đâu. Nhớ đâu gà người ta mang biếu thì sao? Nó thì phải biết nghĩ chứ. Hả? Nhà lão còi chứ không phải là nhà quan, nhà cậu mà nhà chúng nó mang biếu gà nhà lão còi. Chỉ có thể là nó ăn trộm gà nhà mình thôi. Bây giờ đi sang nhà lão còi. Đi. Được. Này, bà biết đứa nào ăn gà của nhà bà rồi nhá. Thế đây là khôn hồn ý, nôn gà của nhà bà mày ra đây. Nếu không á, bà chửi cả họ, cả hàng, cả hang, cả hốc nhà mày nhá. Nhà mày ăn gà của bà ấy thì lông lá, tóc tai nhà mày rụng sạch. Bà gom thành chổi, bà quét hô xí, nghe rõ chưa?
bà nói cho chúng mày biết nhá, chẳng qua bà là người rộng lượng từ bi nên là chúng mày khôn hồn nôn con gà của bà ra đây. Nếu không thì bà rủa cả họ nhà chúng mày đêm ngủ mơ thấy ma mà ngày ngủ mơ thấy quỷ, chúng nó móc mắt mày ra, nghe rõ chưa? Này, cả họ nhà chúng mày bị điếc hay sao mà từ hôm qua đến giờ bà chửi không đứa nào banh cái lỗ tai. Thôi, không chửi nhà bác ấy nữa. Không chửi cái gì mà chửi, tôi phải chửi cho khi nào nôn ra con gà thì thôi nhá. Để thôi, đấy, thôi, con mình vừa được cứu cái kia. Cứu cái gì, nó đang ở nhà cứu cái gì, để đấy. Con mình đi chơi đuối nước cái kia. May mà nhờ bác coi, bác ấy cứu con nhà mình kia. Sao lại cứu con nhà mình là sao? Thôi, bây giờ đi về xem con nó thế nào, đi thôi. Nhưng mà, ôi kìa, ôi con ơi, con ơi. Nói đi. Nói gì? Nói gì thì nói. Bình thường mơ vẫn nói, hôm nay bảo tôi nói, biết nói gì? Chả được cái tích sự gì. Bác Còi ơi. Bác Còi ơi. Em chào bác ạ. Chào bác. Cô chú là... Dạ, ôi bác, vợ chồng Mùi nhà em ở ngay hàng xóm nhà bác đây. Tôi nhận ra rồi. Dạ. Sang đây có việc gì? Dạ, thật ra là hôm nay bọn em muốn đến đây cảm ơn bác. Hả? Vâng. Tôi có làm ơn cho ai cái gì đâu. Bác ấy cứ khiêm tốn quá. Hôm trước nếu không nhờ bác cứu thằng con trai em thì giờ này không biết cháu nó như thế nào rồi ạ. Dạ. Cái thằng rơi xuống cống đầm đấy á? Dạ vâng ạ, là thằng nhà em đấy ạ. Thằng cu còi nhà cô chú à? Dạ vâng ạ. Ồ, dạo này nó lớn quá tôi không nhận ra. Dạ. Nhưng mà có gì đâu phải cảm ơn. Ai trong hoàn cảnh đấy cũng vậy thôi. Ôi. Ừ, thấy trẻ con nó rơi xuống thì mình phải băng mình xuống cứu nó lên. Nên lần sau trông con cho nó cẩn thận. Dạ vâng. Thì chú... Tôi tuổi cao rồi. Sau hôm đấy về thì nó cũng có cảm xúc một chút. Dạ vâng. Nhưng mà sẽ qua thôi. Không phải ơn huệ gì đâu. Thôi bác. Thôi chú về đi, tôi không nhận đâu. Thôi bác làm thế nhà em ngại lắm ạ. Không, tôi không nhận. Thôi bác ơi, thú thật là... chả giấu gì bác. Hôm nay nhà em có con gà bên nải chuối. Hả? Muốn mang sang để cúng bác ạ. Cô chú. Không, ý của em là muốn mang sang để cho bác bồi bổ sức khỏe hả? Sức khỏe tôi á, còn hoành tráng lắm. Vâng. Thế thế này, thôi tôi cũng nhận. Nhưng mà để đến khi nào tôi quỳ tiền về với các cụ thì tôi nhận. Chứ con gà này chuối ghê chết đi được. Thôi, bác đừng có treo bọn em như vậy ạ. Bác cứ nhận cho nhà em vui. Chuối thì nhà em thấy bác... Cái gì? Chuối thì nhà em thấy bác đầy vườn rồi. Thế nhưng mà gà thì... Bác cứ nấu bát cháo. Bác ăn cho cháu nó cũng ăn nữa. Tôi không khách khí gì đâu. Chuối thì tôi xin. Nhưng mà gà là cương quyết là tôi không nhận. Sao vậy bác? Nhà tôi bữa nào cũng ăn cơm gà. Sáng cơm gà, tối cơm gà. Cho nên là... Tôi không nhận. À, nhà bác ngày nào cũng ăn cơm gà. À, vâng. À, tiện thì cũng mời cô chú ở lại xơi cơm gà với nhà tôi. Dạ vâng ạ. À, Thắm ơi. Dạ. Có cơm chưa con? Rồi ạ. Ừ, bê lên đây con. Vâng ạ. Con chào cô, con chào chú ạ. Con gái bác ạ. Này, thế nhà mình ngày nào cũng ăn gà con? Dạ vâng ạ. Gà nhà con bữa nào cũng ăn, gắp một miếng gà, chấm một tí muối và một miếng cơm, thế là cơm gà ạ. À, con để cơm trên đây. Ô, thế là hai bố con ăn gà đất đấy ạ? Dạ vâng ạ. À. Thế thì bác bỏ qua lỗi cho nhà em ạ. Một quả vô nhân ơi em ơi, chị anh đây chị, một quả vô nhân nghe em nhan sắc ơi lòng.
xuân não lung, chỉ dù em mặt phân má hồng. Mặt phân má hồng, chỉ dù em mặt phân má hồng. Dừng 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 anh chẳng thèm trông làm gì, cái chữ tình là chữ chi chi. Được. Đẹp. Dạ. Giật cả mình. Con chào thầy ạ. À. Thầy chào em. Thưa thầy, chẳng là hôm nay con sang đây để cảm ơn thầy đã cứu chồng con thoát chết một mạng ạ. À. Một. Thế nó vẫn sống à? Dạ vâng. À không, ý thầy bảo là bệnh gì gặp thầy là thầy chữa cũng khỏi. Dạ, để cảm ơn thầy, con có ít trứng của con, để cảm ơn thầy ạ. À. Trứng của con mang về nhà con ấp nhá. Thầy chữa bệnh có phải vì trứng đâu, thầy chữa bệnh là vì tiền. À không, thầy nhầm, thầy chữa bệnh là vì cái tâm chứ không phải vì cái tiền. Dạ, nhá. Thế thôi thầy không cần thì để con mang về ạ. À. Ôi này, thì tao nói thế mày mang về thật à? Thì thôi được rồi, đã mang sang đây thì cứ để đây cho thầy, nhá. Dạ, vậy con cảm ơn thầy ạ, à. Con xin phép. Có mấy quả trứng thôi cũng được. Dạ. Mày lại đòi trứng à? Ơ, trứng gì ạ? À? À, không, thầy nhầm. Dạ, thầy cho con hỏi, thầy có phải là thầy Dần không ạ? Dạ, thầy có phải là thầy Dần không hả thầy? Mày điếc à? Thầy trả lời mày rồi mà mày cứ hỏi. Dân là gì? Dân là hổ. Hổ là gì? Hổ là chúa Sơn Lâm. Chúa Sơn Lâm thì làm sao? Thì gầm. Dạ thầy dũng mãnh quá. Con tìm đúng người rồi đấy ạ. Thế đến khám cái gì? Gặp thầy là đúng người rồi. Đưa tay đây thầy khám rồi. Ê, thầy bấm cho. Dạ không phải con thầy ạ. Thế ai? Dạ chồng con ạ. Làm sao? Dạ, thú thực với thầy là thế này. Từ ngày con lấy chồng đến giờ, chỉ đúng có một ngày đầu tiên là con được làm vợ. Thế còn lại hơn mấy trăm ngày rồi, con toàn làm chồng không thầy ạ. Nên là hôm nay con đến nhờ với thầy khám giúp cho chồng con, xem chồng con bị làm sao mà yếu quá thầy ạ. Tôi không khám qua cả, phải gọi người ta vào đây thì tôi mới khám cho được chứ. Dạ. Dạ thầy làm sao mà thầy cứ chữa cho chồng con dũng mãnh như thầy ấy là con đội ơn thầy lắm ạ. Thì đưa vào đây. Dạ. Sợ thế. Đấy, vào rồi đấy thầy ạ. Thầy giật hết cả mình. Dạ thầy này. Thầy xem hộ con với. Cứ nghe không? Là biết là nặng lắm rồi. Nhá. Xích ra đây xem nào. Làm cái gì đấy? Nửa lạc nửa mỡ đúng không? Dạ. Này, không gặp thầy chưa kịp thời, một thời gian sau ấy là mỡ hẳn ấy. Ôi dồi ôi, thế thì chết ạ, thế thì con mất chồng ạ. Thế thôi, thế chăm sự con nhờ thầy, con gửi chồng con ở lại đây cho thầy, xong rồi thầy có gì thầy nắn lại giúp con nhé thầy nhá. Cứ bình tâm. Dạ. Gặp thầy là đúng người đúng việc rồi. Dạ. Cứ đi về nhà đi, cứ để anh ấy ở đây, thầy chữa cho một thời gian là khỏi. Dạ. Rồi sang đón anh ấy về nhá. Dạ. Cứ về nhà đi. Dạ vâng, thế con đợi ơn thầy, con xin phép thầy con lại nhà. Ok Minh. Làm sao? Ở lại. Bỏ lại đây với thầy. Phải mạnh lên nhá, cứ an tâm về đi. Dạ, con về ạ. Dạ. Ôi này. Dạ. Thế về thật à? Dạ con về. Để anh ấy ở lại đây không cho anh ấy ăn à? Không cho anh ấy uống à? Thế con tưởng là ở đây với thầy thì hàng ngày thầy cho nhà con ăn uống, chứ không lẽ lại con lại sang đây con lại cho ăn uống nữa à? Thế còn thầy thì thầy hít khí trời à? À
Dạ con xin lỗi, con có chuẩn bị rồi, thế mà con vô ý quá. Dạ con gửi thầy, thầy cho nhà con ăn, cho nhà con uống hộ con với ạ. Thế này là được rồi, cứ an tâm nhá. Một tháng sau thì sang đón anh ấy về. Thầy chữa cho chắc chắn khỏi. Dạ con xin phép thầy con về ạ. Thôi mình về đi. Về. Dạ con về ạ. Mình ơi, Mình. Chồng ơi. Anh Tuất ơi. Sao lại thế này? Này. Ôi dồi ôi, mạnh mẽ quá. Đúng là anh Tuất nhà tôi đây rồi. Này, thầy chữa cào tay quá. Thế thầy đâu, thầy dần đâu? Thầy đâu để tôi cảm ơn thầy nào? Thầy. Mèo. Mèo. Thế là thế nào hả thầy? Thì đấy, chữa cho nhà bên đấy. Thế nên bao nhiêu tinh hoa chuyển hết sang bên này. Này, để anh nhà ở lại đây chữa thêm cho một tháng nữa nhá. Tuất về đây, hôm nào rảnh qua chơi với Tuất nhá. Xin chào bà thông gia. Vâng, không dám chào ông. Ông ngất này. Dạ. Thôi thì sang thì tôi cứ vào việc luôn nhá. Dạ, bà cứ dậy ạ. Này, tôi bảo này, ông sang ông cõng cái thằng con giai quý hóa của ông về đi nhá. Càng chết, sớm chết. Càng tốt. Thôi chết, thế cháu nó làm hỏng cái gì của nhà ông bà? Ôi giời ơi, nó làm hỏng được ấy thì đã là tốt nhá. Dạ. Nhưng mà nói thật nhá, cái thằng này á, bảo là nó hư thì nó cũng chẳng phải là nó hư. À, nó không hư. Mà bảo nó ngoan thì cũng không phải là nó ngoan. Thì nó cũng không ngoan. Nó chỉ được mỗi một cái là chả biết cái gì cả. Cho nên là tôi nghĩ là thằng này là không gán nợ được đâu, không trừ nợ được đâu ông ạ. Thôi thì ông xong xong rồi ông rửa tay cho bớt chua rồi ra ngoài cõng nó về cho tôi. Bà ơi bà, tôi có lời muốn thưa với bà thế này. Cái khoản nợ mà nhà tôi nợ ông bà, lãi mẹ đẻ lãi con, thì tôi cũng chỉ biết lấy mỗi cháu ra ở rể bên bà 3 năm để gán nợ. Bây giờ bà trả cháu nó về thì tôi cũng không biết lấy tiền đâu để trả cho ông bà. Này tôi nói cho ông biết nhá, thôi đừng có nhiều lời nữa. Ông và bà mối lửa tôi. Dạ nhá. Không có thế đâu ạ. Tôi thì không nói làm gì, nhưng ông nhà tôi cực kỳ khó tính. Thế nhá, cho nên là song song nhanh nhanh rồi sang dắt thằng con nó về đi. Không bà trừ ơi. Nợ nữa, chấm hết. Ừ, thôi bà ơi, tôi sẽ về tôi dạy lại cháu một vài bữa xong tôi lại gửi sang ông bà. Thôi được rồi, việc đâu bỏ đó. Mẹ Tương vừa mới rất là ngấu. Để tôi biếu ông bà mấy chai nhá. Múc đi, không phải thách. Hả? Nhà giàu không hút tương à? Sâu. Ra đi bà. Ra thầy bảo. Ra nhanh. Bố cho em về. Thôi. Thầy cũng khổ lắm em ạ. Nhá, đám tang của mẹ. Con biết là hết bao tiền không? Bây giờ lãi ngày lãi tháng cộng vào lãi mẹ đẻ lãi con, thầy đến bao giờ thầy mới trả được hết nợ? Thế mà ai già cũng phải đến lúc chết. Ông bà chết đi, cái cơ ngơi này, nhà cửa này của ai? Của em chứ còn của ai nữa? Thôi thế bây giờ làm sao? Ông bà hay mắng à?
Bây giờ mình ở rể phải vậy chứ sao? Cái thằng bố vợ mày là cái thằng nó khó tính. Thế bây giờ mình cứ không biết làm cái gì thì cứ nhìn nó. Nhìn cái thằng bố vợ ấy, nó làm cái gì thì mình làm theo cái đấy. Nào, ai dám mắng em câu nào? Đúng không? Thằng nhá. Bố vợ làm gì? Ừ, thì em làm theo cái đấy. Thì em làm theo. Ừ, có thế thôi. Xong rồi đến rằm xin về nhà ăn cơm. Rồi thầy cho một xu nhá. Thế ngoan nhá. Ừ, thế vào đi nhá. Ngoan nhá, thôi đi vào đi. Đi vào đi, nhanh lên không biết nhớ, thầy đấy. Đón em về. Này, nhớ cái thằng bố vợ nó làm gì là phải làm theo cái đấy, được chưa? Thằng bố vợ làm gì làm theo cái đấy, thằng bố vợ làm gì làm theo cái đấy, thằng bố vợ làm gì làm theo cái đấy, thằng bố vợ làm gì làm theo cái đấy, đấy cứ nhớ trong đầu như thế cho thầy nhá. Ừ. Cẩn thận không vỡ. Ừ, được. Này. Thế cũng biết uống trà. Giỏi. Thế là giống bố. Được. À. Nó thiếu gọn gàng. Nhìn nó ngứa mắt thế này. Tốt. Này. Con chào bà. Con này. Dạ. Mày nhìn gì trong đấy hả? Con có nhìn thấy gì đâu ạ. Có thật không? Thôi. Bà thấy mày ngó ngó nghiêng nghiêng cơ mà. Con ngó ông. À con này. À. Tao nói cho mày biết nhá. Ban ngày ban mặt nhá. Dạ. Mày không đến đây mà ăn cắp ăn nẩy thì chứng tỏ mày dòm dòm ngó ngó vào nhà bà để dạ. Mày định rủ chồng dạ. Bà đi chơi. Mày tăng tiệu với dạ, chồng bà à. Đúng không hả? Không thế này thì... mày một rủ chồng bà đi chơi đúng không hả? À? À, con gái con lứa mà vô duyên, con gái con lứa mà lẻng lơ. Còn cái ông kia, được rồi, chết với bà, tao phải vào đây xem nào. Ôi giời ơi, ôi giời ơi, có chuyện gì đây? Chuyện gì à? Ăn mặc đẹp nhỉ? À, đẹp không? Định đi chơi hả? Chơi bời cái gì? Định hẹn hò với con hến ngoài kia. Từ sáng đến giờ nó đứng ở ngoài kia rồi. Nó ngó nghiêng ở đây mấy lần rồi. Con này để ý biết hết. Thế bây giờ con hến nó đâu? Nó không đi được nữa rồi. Tôi đánh cho nó sưng mặt sưng mày và vì cái tội rủ rê chồng người khác nhá. Ôi trời ơi. Ôi giời, mày làm hỏng hết việc của ông rồi. Ông vất vả bao nhiêu công, ông nhờ nó dẫn ông đi gặp quan để có biếu xén. Ấy vậy mà bây giờ mày tẩn nó thì tím hết cả mặt mũi cho con. Hỏng hết việc của ông rồi. Hỏng hết việc của ông rồi. Hỏng hết việc rồi. Hỏng hết việc rồi. Tại sao mày đánh vợ tao? Hả? Mày có biết vợ tao là mẹ vợ của mày không? Tại sao mày dám đánh? Bố con bảo ạ. Bố mày bảo thế nào? Bố con bảo là cái thằng bố vợ mày khó tính, cho nên là tốt nhất nó làm gì thì mày làm theo thế ạ. Mày về nhà gọi ngay cái thằng bố đẻ mày ra đây gặp tao. Cái thằng ngu kia mày về mày gọi thằng bố đẻ mày ra đây. Ôi ơi.